Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Xin giới thiệu với các bạn một cây được chúng tôi xếp hạng vào là những cây bonsai độc lạ. Đó là cây cẩm thạch vàng. Đây là dòng cây mà cùng họ, cùng nhóm với cây hồng, được xuất xứ từ Myanmar, đang được nhập khẩu về Việt Nam. Vâng. Cây này đã có người trả giá đến 3,6 tỷ đồng. Chúng tôi đặt tên cho tác phẩm cẩm thạch vàng này cái tên là Phúc Lộc Thọ Tọa Long. Bởi vì cái bệ của cây thẩm cẩm thạch vàng này như là một con rồng. Trên có 3 nhánh biểu tượng cho là Phúc Lộc Thọ. Cẩm thạch vàng ra quả và đỗ quả trên cây trong vòng 8 đến 9 tháng, bắt đầu từ tháng 5 cho đến qua Tết Nguyên Đán. Cây này thì có cái phần ngang bệ nằm dài là 1,9 mét như trong hình ảnh chúng ta được xem, được đặt trên một cái bể xi măng sơn giả đá với chiều dài là 2,5 mét. Vành thân trung bình là 170 cm, cao từ mặt chậu lên đến đỉnh ngọn là 2,2 mét. Đây cũng là những cây hàng khủng. Vâng, một dòng cây mà ở Việt Nam đang được các cái đại gia săn lùng, mới xuất hiện rất ít trên giới chơi cây Việt Nam. Trong sân vườn chúng ta sở hữu một cây mà quả chín vàng rực rỡ, sau đó chuyển sang màu đỏ. Đầu tiên là mới ra là màu xanh, chuyển sang màu vàng tươi, màu đỏ, và cuối cùng đó là những cái trái mà đỗ màu đen. Thân cây thì một màu đen như gỗ mun, những rêu phong phủ kín trên cây rất là cổ kính. Hy vọng rằng những cây cẩm thạch vàng sẽ được những đại gia ở Việt Nam đón nhận về sân vườn nhà mình, xứng đáng là những cây hàng độc đã có mặt tại Việt Nam. Đỗ Sinh chia sẻ với một cái cuốn video ngắn ngủi, mong rằng mang đến công chúng chúng ta, những người yêu bonsai, yêu những cây ăn quả bonsai trên cả nước, đón nhận những cái tác phẩm cẩm thạch vàng rất là đẹp, với cái nhu cầu sở hữu những cái cây độc lạ của chúng ta được thỏa mãn. Các bạn có nhu cầu sử dụng những cây cẩm thạch vàng đẹp một cách rất là đẳng cấp như thế này, sẽ xin liên hệ với số điện thoại 0977 830 088 hoặc 0913 830 088. Vâng, những cái tác phẩm cẩm thạch vàng như thế này chúng tôi đã nhập khẩu từ Myanmar về Việt Nam được vài tác phẩm, trong đó đây là một cây mà có cái nét đẹp đặc biệt nhất, có một cái giá trị nghệ thuật cao nhất để gửi đến các nhà vườn, những người mà luôn săn tìm những cây ăn quả bonsai để chúng ta được sở hữu những tác phẩm đẹp như thế này. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại để chúng ta giao lưu, đó là 0977 830 088 hoặc 0913 830 088. Vâng, Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi với cái chia sẻ một tác phẩm cẩm thạch vàng đẹp và đẳng cấp như thế này.